Hôm nay là rất nhiều cò cào luôn nhở. Đấy. Đẹp. Cho anh quay nhờ tẹo nhá. Đấy, những con cào cào này bán bao tiền một túi? 4.000, 5.000. Túi này là 5.000 á? À, tất cả này là 5.000 hết nhở? À, bán cả ớt nữa nhở? Con này là cào cào khác con này nhở? Con đấy cào cào cơm. Cào cào cơm à? Đấy. Các bạn nhá, thì hiện tại là mình đang có mặt ở chợ Phiên, chợ Kỳ Lừa, chợ Chim. Đấy, thì hôm nay là mình đang có mặt ở ngoài khu vực bán thức ăn cho chim cào cào đây. Đấy, thì hiện tại là theo khu vực này trở lên là mọi người bán cào cào rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một vòng. Đấy, toàn cào cào. Cào cào cơm. Đấy. Cào cào xanh 4.000. Cào vàng đắt hơn à? Cào cào cơm. Thế bao nhiêu nghìn? Đây. Bán rất nhiều cào cào. Đúng không này? 4.000, 4.000. Một túi là 4.000 đúng không? Mùa này là mùa cao cao mà phải không à bà? Đang mùa cao cao. Đang mùa cao mà bắt nó thoải mái nhờ bà nhờ. Đấy. 20 không, lấy 10 cũng thôi. 10 túi 40.000. Thế con này là cao cao gì? Cao cơm. Cao cơm à? Con này là cao gì? Cao xanh à? Cháu không biết đâu. Đấy, chia sẻ. Cao cơm và xanh bán giá khác nhau nhỉ? Cao cơm này bán đắt hơn. Cơm đắt hơn à? 10 túi là 40.000. Rất nhiều. Chất tự đuổi rồi hay sao? Đấy, thì đi vào khu vực này là sẽ đi vào chợ chim các bạn nhá. Thì cổng chợ đây thì mình sẽ đưa các bạn đi vào tham quan chợ chim của thành phố Lạng Sơn luôn các bạn nhá. Đấy. Đây. Ví dụ đây có một con rắn này các bạn này. Con rắn. Con rắn nha. Con quyên. Đấy. Ở đây thì có một số con nhện đây này. Một số con nhện. Nhện không biết nhện gì đây. Độc. Nhện này chắc là để nhện ngâm rượu thôi. Con quyên. Quyên này bán à? Chó. Chó như con chó. Bà cho cháu quay một tẹo con chó vào bà nhá. Ê, số con chó rất đẹp. Bà bán chó hay luôn hả bà? Chó. Con này giống chó vằn. Ui, con này là con chăn chim mà nhỉ? Đây là một số sâu, sâu chăn chim, sâu đất, nhộng. Đấy, tiếp tục vào trong khu vực. Lại cho em quay một tẹo nha bà nhá. Quay đi. À. Quay quảng cáo đưa số điện thoại lên để người ta còn mua. Đấy, đây là con chim trí. Đây con đây. Con chim trí con. Trí con đây. 400 nào. Hôm nay đây. Trí con, trí con. Hôm nay bà không bán rắn ở đây rồi. Hôm nay bà vẫn bán rắn vơ đây. Ý, đây là những con rắn rắn này rắn cặp nong. Cặp nong vàng này, vàng đen, vàng đen. Tắc kè. Đây trong này là những con rắn các bạn nhé. Ngoài là toàn rắn rồi. Chưa có hết rồi đó. Tí nó chưa có gì à?
Chim rồi thôi. Cà mau. Khuyên. Con ba tiền đi chị. 200 tiền. Chim hót là được phải không? Con này phải biết xem mới được. Được hết hả cô? Người nó xanh đây là chim chứ à. Một đống là chim con nhỉ? Ba con cô làm bán được mấy con nhỉ? Bên nhà trộn này mưa mà kiểu mà cắt được nó mà bên nhà trộn này khả năng kín nhá, tôi bảo nó vẫn nhà trộn nữa hả? Đây là chim cu gáy. Cu gáy đi lại không chung không? Kiếm miếng Âu nó ý ngón con đi cắt trộn đấy. Cô bấy này bán không bao tiền đấy chú? 400 á. Con này vừa bị bấy về là nuôi lâu rồi chú. Sửa đá. Cô tay tao rồi nhảy căng khá. Tao 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 đấy bên mình cái áo vậy đấy, không phải đấy, cái lồng 5.000 bán 3.000, con 15.000 thôi, 15.000 bằng cái bu gà gì nữa, rồi, xong, con này con gì vậy, sáu đất, con này hét. Xin được quá. Đâu, thầy. Ôi dạ, con này con này hot hay á, mua đi. Con này thì phải ăn hồng nhiều. Ừ đúng rồi. Con hét à? Rồi mua hét rồi. Con này bán bao nhiêu bác? Thôi không bán đâu. Bán có tiền, đó. Có tiền không bán. Mua cái lồng được à? Lồng. Lồng này nám. Ý, ở đây là một gian cho màu trưng bày. Cho em quay kẹo nha. Mấy bác nha. Ý, con này là con mồi. Con mồi vậy nhỉ? Cẩn thận đấy, nó mổ mẹ. Con này mới mang bán hay là chơi? Chơi à? Thế chẳng hạn cho hỏi là bắt chim mồi giờ bán ra đâu? Ví dụ như con này bao tiền? Con này 1-2 triệu thôi. 1-2 triệu đấy à? Nó giá đúng là mấy triệu? Có nhiều tầm mấy triệu? Em không biết thế nào là giá đúng không? À. Con này là có chim mồi ấy, đúng không? Cứ phát giá tầm 1-2 triệu. Đấy, tùy khách hàng ép giá thoải mái đúng không? Chà mào. Những con chà mào này bán trung bình từ giá 100-150.000, 200.000 một con tùy một con. Cái này to. Mà thoáng được nhé, vào đây để xem có thứ gì không? Đây. Hai con đại chỉ thì đâu con này đấy. Cần xe không? Mà chim mà nó không kê hang đâu, chim bồi mới hang. Con này toàn chim bồi hết rồi. Chưa than. À để con chưa than. Tiểu My. Sao mà để cho một sợi. Một sợi. 100 bán rồi kỷ niệm và bán rồi để. Chim hút mật 100 à? Lấy đi mua cái lồng mới mày quay xem nó đẹp không? Nó ăn con gì?
đấy, cứ đổ đường vào, nước đường vào là nó hút. Nó tiên đi hút mật hoa rồi mà. À đây, nó hút hoa, hút mật rồi. Đường với mật ong. Ừ, mật ong nữa, cho nó vào nó béo. À, hay nhỉ? 100 đi về. Ừ. Mua về chơi được anh nhỉ? Mua cái mơ lồng khác mình bỏ vào đi. Hay anh nhỉ? Đang anh quay lên con này độc luôn. À, chú có cái gì được không? Bán cháu. Đi mua cái lồng khác với. Không, cháu mang về cháu có lồng rồi. Thế bán cả lồng này thôi. Bán cả lồng. Cho lồng luôn. Cho cả lồng luôn. Cho cả lồng luôn. À, cho cả lồng luôn để mang về được. Cho cả lồng luôn. À. Lồng này lồng sắt thì cho cả lồng. Nó chỉ ăn ăn mật. Phải rồi. Ăn đường được không? Ừ. À. Dễ nuôi quá thì. Có nắp đường. Ôi, một hồi không cần nuôi nhiều. Con chó mèo. Dàn chó mèo. Đây ở bên kia mà giấy hàng chứa toàn là trà màu. Đây, tất cả những con chim trà màu này là anh em mang ngoài chợ bán các bạn nhé. Đây, chim là cứ 100-200 đổ lại. Những con đẹp, con mồi khác, những con bấy được này tầm 200 đổ lại. Toàn trà màu luôn. Toàn trà màu. Dạ. Con này bán là bán hay là chơi hả anh? Vừa chơi vừa bán. Vừa chơi bán, ai là thích là cốt luôn. Đúng không? Màu cong. Con này nếu mà bán thì giá bao nhiêu tiền hả bác? Chắc tầm 1 cân. 1 cân là 1 triệu ấy. Nhưng mà con đẹp rồi đúng không? 1 cân là 500. 1 cân là 10 lạng ấy, 10 lạng 1 triệu. Đấy. Một số những con chim đẹp là anh em đang vừa chơi vừa bán, đam mê chim mà. Đến phiên chợ là ra. Đang chào mào. Con này là con bim bim vậy chứ? Nó giống con bìm bìm ấy nhỉ? Phải không? Bìm bìm. À, thả nào nhìn giống giống nhỉ? Bìm bìm. To đây con này à? Ui dồi, con này như này ấy nhỉ? Bìm bìm. Con này mang phải ngâm rượu. Ngâm rượu đấy. Bìm bìm tắc kè đây là một... Tắc kè, ngâm rượu. Hỏa mi. Toàn hỏa mi. Xem biết được nhỉ? Lấy con xem chim biết được không biết xem là đây con thứ hai con anh không biết không ạ? Nhớ lúc mua chúng hay như chúng con cái to đẹp chúng mới biết à. Nó mi vươn nó mi vậy con này chắc được rồi này to đẹp họa mi thôi vào trong này chơi đi. Chè thiếu, chè than, chè lửa, có hết.
tùy đủ các loại chim.